Tết mùng 1 cũng đã đến rồi anh em ơi, anh em nhanh tay qua shop bay trên FF chống cung của mình để được nhân 3 giá trị thẻ nạp nha. Và anh em nạp 100k sẽ nhận được 300k, cũng như là anh em quay càng nhiều thì tỷ lệ nó hũ kim cương nó sẽ càng cao hơn nữa. Và mình chắc chắn với anh em là 100% sẽ quay ra kim cương. Anh em tin tôi đi, anh em chỉ cần nạp 100k là sẽ nó hũ kim cương nha. Tên shop mình ghim dưới phần bình luận và mô tả, anh em nhanh tay qua ủng hộ bay chanh nha. Ok tất cả anh em ơi, thì hiện tại đang là mùa 1 Tết thì cũng bước sang một năm mới rồi. Thì tôi chúc tất cả anh em đang xem video có một năm mới thật là bình an, sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân anh em nha. Thì tất nhiên mùa 1 Tết anh em phải được lì xì đúng không? Ok, bây giờ bé Xanh sẽ lì xì cho tất cả anh em đang xem video ở đây nha. Để coi chỉ với 90.000 tôi sẽ lì xì cho anh em được những gì nha. Thì hôm qua là tôi quay kim cương trên shop nó còn dư 90k, bây giờ tôi sẽ quay hết kim cương ở đây và tôi tặng cho anh em nha. Đó, thì tất nhiên là ngày Tết thì tỷ lệ nổ hũ trên shop của tôi nó tăng lên 80% và mình cam kết với anh em là 100% anh em sẽ quay ra trúng kim cương nha anh em. Đó, thì anh em nạp thẻ này nha anh em. Đó, anh em chọn loại thẻ nè, anh em nạp nha. Ok, bây giờ tôi sẽ quay cái vòng gọi là bingo nhân dầm này nha anh em. Đấy, cái vòng này chỉ với 20k một lượt quay thôi mà cái tỷ lệ nó hũ nó hoặc anh em là rất là cao luôn. Thì mong anh em qua cái shop của tôi, anh em ủng hộ cho tôi nha. Đó, tôi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ok, bây giờ tôi sẽ quay phát đầu tiên cho anh em coi cái tỷ lệ trên shop của tôi nha anh em ơi. Ok. Đấy, trời, phát đầu tiên được 7.999 kim cương mà nó năm hình giống nhau là nó nhân năm lên nữa là tôi được 42.000 kim cương. Trời ơi, mới phát đầu tiên nha anh em. Trời, chỉ với 20.000 đồng một lượt quay thôi. Đó, thì anh em chỉ cần nạp từ 50.000 đến 100.000 thôi là tỷ lệ nó hũ nó là rất là cao rồi. Trời ơi, 5.000 kim cương mà nó bóng hình giống nhau này anh em, nên là nhân lên là 5 nhân bóng là 20.000 kim cương. Đấy anh em thấy chưa anh em, tỷ lệ nó hũ lên đến 80% mà đậu xanh nãy giờ tôi quay hai phát nó hũ luôn. Đó, tất nhiên là người Tết là tỷ lệ nó rất là cao rồi, anh em phải tự hiểu đúng không? Đấy, ok anh em ơi, để tôi quay tiếp. Trời ơi, phát này đen rồi. Phát này có 360 kim cương thôi anh em ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ quay phát cuối nè. Nổ hũ cái nữa đi. Đấy, 2.900 kim cương nè, 2.000 kim cương anh em ơi. Đấy, để coi tôi quay hết tiền rồi tôi còn được bao nhiêu kim cương nha. Hôm qua tôi còn dư kim cương nữa. Đấy, tôi còn 95.000 kim cương ở trong đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ tặng cho tất cả anh em đang xem video ở đây và anh em bình luận, anh em like video giúp cho mình nha. Đấy, thì anh em nhớ qua shop của mình, anh em ủng hộ cho mình nha. Lên shop thì mình có ghi dưới phần bình luận. Ok anh em ơi, bây giờ anh em mời anh em xem video thật là vui vẻ nha. Ok, hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của tôi. Thì tôi là bé Chanh anh em ơi. Thì hôm nay tôi sẽ quay một cái clip là tôi dạy mẹ thằng Quý một ngón chơi Free Fire trên PC nha anh em. Đó, thì chơi PC của thằng Quý luôn. Đây, thấy PC của thằng Quý anh em. Thì bây giờ mẹ thằng Quý đang ngồi phía trước nhà. Bây giờ tôi sẽ ra tôi hỏi mẹ nó, xong tôi sẽ chỉ mẹ nó chơi Free Fire thử xem thử ra sao nha anh em. Đó, thì trước khi vào video thì anh em nhớ cho mình xin một like video giúp cho mình đạt được 5.000 like trong video này nha anh em. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Thì bây giờ tôi sẽ đi ra tôi rủ mẹ Quý nha anh em. Mẹ Quý đang ở phía trước nhà nha. Đó, thì anh em chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký ủng hộ cho tôi nha anh em. Thì tôi ra phía trước. Cô ơi. Thì không. Mẹ làm gì vậy? Đang bấm điện thoại chơi. Thì con mới về quê đây thì hôm nay con quay qua clip này. Thì bây giờ là con dạy cô chơi Free Fire. Trời ơi, con dạy cô nghe chứ cô không có biết chơi à. Hồi đó giờ có chơi lần nào không? Không. Quý không chỉ cô luôn? Không, Quý không có chỉ cô. Thì bây giờ cô vô cô chơi thử con đi, con chỉ cô chơi. Gì, con chỉ cô nha, à, chứ đây. Cô không biết chơi à. Vô máy tính trong phòng Quý nha. Rồi. Ok anh em ơi, bây giờ tôi sẽ vô chỉ mạng Quý chơi PC thử ra sao nha nè. Rồi, ok. Ok anh em ơi, thì tôi mời mẹ Quý vô đây rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mẹ Quý chơi trên PC thử nha. Đó, thì đó giờ có chơi máy tính lần nào chưa? Chưa. Chưa động máy tính luôn. Có biết bấm mà nhưng mà không có biết bấm. Đó rồi, cái này là cái con nhân vật game. Thì bây giờ cô chỉ vô huấn luyện bấm thôi nha. Rồi. Bây giờ con sẽ vô huấn luyện. Đó, ok, thì anh em xem mẹ Quý bấm thử sao nha anh em. Đây, bây giờ con sẽ kỹ coi nha. Bây giờ là chỗ này là để mình lấy số mình luyện tập bắn nè. Đó, bây giờ con lấy số con bấm cho cô xem trước nha. Đó, bây giờ cái này là địch nè. Đó, bây giờ mình kéo tâm hử nha, coi nha. Đó, mình kéo như này á là vô đầu nè, là mình dễ giết địch. Còn ví dụ mà mình bắn vô giá này á là khó chết này lắm. Bây giờ cô muốn chơi game này á là cô phải kéo cái tầm lên cho nó hát sọt đó. Thì là gọi là mình chơi pro đó, mình chơi hai á, mình chỉ cần bắn hát sọt là mình gọi là chơi hai đây này. Cô kéo tầm lên cái đó, cô đưa tầm cho cô kéo lên cho nó hát sọt đó. Rồi bây giờ cô làm hơi cá nha. Bây giờ cô cầm cho cô kích cái cô kéo lên đó, cô kéo như con này. Cô làm hơi cho rồi, để xem. Cô làm thử rồi. Đây đó. Cô đưa cái tầm gần lại cái con địch này nè. Đó, cô xoay trục xong cô nhặt kích cho kéo đây. Đó, được rồi.
bán thục ha. Cô ấn cho. Làm lại. Đó, cô đưa cái tam vô đây, cô đưa cái tam vô. Bây giờ, đó, cô đưa vô nha. Xong cô kích, cô nhắn giữ, cô kéo lên tầm 1-2 giây để thử nè. Đây, cô xê chụp qua đây nè, đó. Và quý không biết chơi anh em à. Bây giờ mình vô mình bắn người thiệt. À bây giờ cô để con lại gần cho cô dễ làm. Đây, bây giờ cô đưa cái tâm nha. Cô nhắn giữ cô kéo đi. Đó, cô kéo như vậy á. Rồi cô làm lại đi, cô làm lại đi. Nha, cô nhắn giữ kích cho cô. Kéo này, cô kéo được bay, đẩy được bay. Đó, là. Đó, bây giờ vô trong để ok anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi vô trong cho mạng quý bắn thử nha. Mới chơi lần đầu luôn. Đó rồi. Tôi dạy người lớn chơi Free Fire luôn anh em ạ. Ây da, mày này mới vừa bắn giữa trời. Để con bắn thử cái cho người con chơi. Bây giờ là mấy thằng địch là này là mấy thằng như con. Ví dụ như là bây giờ con đang bắn Free Fire là có một người cũng đang bắn như vậy á. Đó là mình bắn với nhau. Đó bây giờ con bắn thôi nè. Đợi nha anh em. Anh em coi tôi kéo ra nè. Cô bắn máu màu vàng á là sẽ vô giáp địch là nó ít sát thương mà bắn vô đầu á thì mình đỏ như vậy á là mình đi giết địch nhanh hơn. Đó, ở hai sọc như vậy là giết địch rất là nhanh luôn. Đó, bây giờ cô chạy thử đi nha. Cô để con. Đó, bây giờ đây nè, cô kéo vậy nè. Kéo lên đầu rồi. Bắn con. Đó, thấy không? Con bắn được con cái đầu là địch nó chết nhanh lắm. Mà bắn vô giáp thì không có chết. Bây giờ bắn giao cho con. Sao vậy? Bây giờ cô cứ thì tại vì con bắn hay, con bắn người ta chết rồi giao cho con. Đó, con giết người ta nè. Rồi bây giờ cô cứ bắn thử đi. Cô cầm vô bàn phím để con hồi sinh cho cô nha. Đây nè, ví dụ cô thấy cái áo trắng đó không, cô đưa con chuột qua nè, xong cô kéo cái đằng này, đó thấy không? Nè, cô kéo cái đằng này, à, để cô bắn thử cái đi không được con. Thì cái gì? Cô không có để thừa nha. Thì cái gì mình chưa biết thì từ từ mình mới quen nó đó. Cô đưa vô, cô nhắn giữ con chuột kéo này. Rồi, thằng đó nó chết rồi, cô quay quay chuột qua, à, cô quay chuột qua, cô kéo đi, kéo. Mày để chết rồi. Đó, thứ đấy mẹ quý cái tâm bung quá đỏ luôn anh em. Adu ghê. Bây giờ cô bắn không sọt không, cô chỉ cho cô bắn không sọt. Thôi bây giờ cô bắn không sọt đi rồi sao đang con đang chỉ cô chơi mà cô không chơi nữa. Khó chơi quá con ơi, vậy cô không biết chơi. Bây giờ cô không tập nữa luôn hả? Thôi khó chơi bắn toàn là người ta bắn mình không là chết luôn. Chứ mình bắn không được người ta không. Bắn được có một cái rồi người ta bắn lại mình quá trời luôn rồi đó. Thôi cô ngồi đây mẹ con chúc tết mọi người. Rồi cô có gì cô chúc tết mọi người luôn đi. Chúc năm mới vui vẻ. Rồi ok vậy thôi cô đi ngủ nha. Rồi. Ok anh em ơi, thì chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình nha. Thì anh em nhớ là anh em qua số của mình để anh em ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.